Xin chào cả nhà, mình là Lê Thiện Hiếu và chào mừng mọi người đến với góc nhỏ của Hiếu, Hiếu's Corner. Làm sao để biết những thứ em đang nghĩ? Lý do Hiếu đặt tên cái series podcast của mình là Hiếu's Corner bởi vì Hiếu coi đây là một cái góc nhỏ của mình để mình trải lòng, mình tâm sự, mình chiêm nghiệm, mình hoài niệm về những thứ đã qua, những thứ vừa mới xảy ra hoặc là những suy nghĩ viển vông của mình trong tương lai. Nói chung nó là một cái góc để mình luyên thuyên ấy. Chung quy lại thì Hiếu coi việc làm cái series podcast này của mình nó sẽ là một dạng nhật ký nhưng mà dưới hình thức là âm thanh ấy. Mình không cần phải viết, mình chỉ cần nói thôi. Thì ở podcast đầu tiên này, Hiếu đang hoài niệm lại cái mốc thời gian, cái bước ngoặt mà mình đã trải qua. Đó là cái ngày mà ông bà anh lên sóng. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Thực sự nó là một cú nổ Big Bang trong cuộc đời Hiếu. Bởi vì kể từ thời điểm đó đến hiện tại là cuộc sống của Hiếu đã thay đổi gần như là hoàn toàn. Không đến nỗi 100% nhưng mà chắc cũng cỡ 90%. Nó có sự thay đổi quá lớn. Đối với mọi người nhiều khi ông bà anh nó cũng chỉ là một bài hát hit, một bài hát hay. Và năm nào cũng sẽ có những bài hát hit, những bài hát hay nổi lên. Nhưng đối với cá nhân Hiếu, nó là một cột mốc lịch sử trong cuộc đời. 21 tuổi, không có gì trong tay, gia đình Hiếu cũng chẳng bề thế gì, sống một cuộc sống rất đơn giản ở Thái Nguyên, có một ban nhạc nhỏ nhỏ, mấy anh em dắt nhau đi hát, đi diễn chỗ này chỗ kia, cứ vui sống mỗi ngày vậy thôi. Rồi một ngày đẹp trời mình đi casting Sing My Song, rồi nhận được tin đậu. Đậu xong chương trình gọi điện cho mình vé bay vào Sài Gòn, lúc đấy tâm lý Hiếu, ok, sắp được đi du lịch Sài Gòn một chuyến miễn phí, lại còn được lo chỗ ăn chỗ ở, thế là vui rồi. Tự nhiên được đi vào đây biết mặt mũi đất Sài Gòn nó như nào, trước giờ chỉ nghe danh thôi, chưa được mục sở thị. Thì mình tâm lý mình cũng vui vẻ, mình đi du lịch, mình đi chơi. Nhưng đúng là người tính thì không bằng trời tính. Nhiều khi mình tính một cái cách rất là vô tư vậy thôi, mà ông trời lại cho mình một cái sự kiện xảy ra, và sau đấy làm mất đi cái sự vô tư của mình luôn. Hiểu thế đấy, nó cũng là một cái trải nghiệm khó để lặp lại lần nữa trong cuộc đời lắm. Bởi vì tất cả những cảm xúc, những cái trạng thái tâm lý mà Hiếu đã trải qua ở giai đoạn bùng nổ của ông bà anh, nó đều là những cảm xúc đầu đời. Và chính sự bùng nổ đấy đã giúp Hiếu đặt trọn hai chân mình vào thế giới showbiz một cách quá nhanh, quá đột ngột. Đằng sau ánh hào quang có những cái sự phức tạp, những cái sự lắt léo trong cái thế giới này, mà khi mình chưa đặt chân vào thì mình không thể nào mà biết được, chứ đừng nói tới chuyện hiểu. Mọi thứ đều là mới lạ với Hiếu. Lúc ấy choáng choáng mà. Mơ hồ chứ. Bởi vì mình đang có một cuộc sống đơn giản, không thể nào đơn giản hơn ở quê. Rồi chỉ sau một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống mình nó không còn được phép đơn giản nữa. Và xung quanh mình lúc đấy, anh em thân thiết ở Thái Nguyên cũng không có ở cạnh, gia đình cũng không có ở cạnh. Thì mình phải xoay sở mọi chuyện ra sao? Mình phải sắp xếp như thế nào? Để mình tiếp tục mình làm nghề, tiếp tục mình sống. Và quan trọng nhất là để mình sinh tồn được. Giống như một chú ếch đang ngồi trong một cái giếng. Bỗng một ngày đẹp trời có người lôi chú ếch đấy ra khỏi cái giếng đó. Thì con ếch nó phải bị ngộp chứ. Nó bỡ ngỡ chứ. Hoang mang tột độ luôn đấy. Và cũng từ cái trải nghiệm của chính bản thân mình thì Hiếu mới thấy là cuộc đời luôn biết cách sắp xếp để những điều bất ngờ nhất, những cái sự thay đổi to lớn nhất xảy ra vào cái lúc chúng ta ít ngờ tới và ít sự chuẩn bị nhất, để chúng ta có cho mình những bài học trên hành trình trở thành một phiên bản thông thái hơn. Và Hiếu luôn thấy mình là một người may mắn khi được nếm qua mùi vị của sự thành công, được biết cái cảm giác lúc đấy ra làm sao và những cái trải nghiệm của cái giai đoạn đấy nó sẽ mang lại cho mình những gì và lấy đi của mình những gì. Và riêng với ông bà anh thì Hiếu coi ông bà anh đấy nó là một cánh cửa mà Hiếu đã bước qua để vào được một cái thế giới mới.
một cái thế giới mà Hiếu lại đang tiếp tục bắt đầu học những điều mới, tích góp cho mình những cái kinh nghiệm mới, những kiến thức mới, để biết đâu sẽ có một cánh cửa mới khác đang chờ mình ở phía trước thì sao? Ông bà anh là một cột mốc tuổi 21 quá tuyệt vời đối với Hiếu. Hiếu cũng không mong gì hơn, và cũng không nghĩ là mình đã mong gì hơn thế cả. Và Hiếu trân trọng tất cả những gì mình đã trải qua, biết ơn tất cả những gì đã đến. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe podcast đầu tiên của Hiếu với những sự luyên thuyên đầu tiên trong tập này. Hiếu cũng chưa biết là ở podcast tiếp theo mình sẽ nói về cái gì. Thôi cứ để mọi thứ tự nhiên ha. Hãy để mọi thứ nó là một bí ẩn bất ngờ nào đó xảy đến. Để xem. Để xem nhá. À, đón chờ sản phẩm âm nhạc sắp tới của Hiếu nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.